cannot walk. She has thrombosis. She cannot walk. Chúng tôi đang xem phép lạ chữa lành bởi lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh trong danh Giê-xu. Tại buổi truyền giảng của đệ tớ Ngài là mục sư T.B. Joshua ở nước Cộng hòa Dominican. Chúa Giê-xu là đáng sống. Cảm tạ ơn Chúa Giê-xu. Tôi có thể đi đứng lại được. Hombre de Dios, tengo dos hernias discales y una gastritis. Ayúdame, por favor. Y no hay enfermedad que Jesús no pueda curar. No hay dolencia que Él no pueda sanar. Hombre de Dios, tengo... Xin hãy giúp tôi. Cristo vive y sigue obrando maravillas. Amen. Chúng ta thấy một người bị đau cột sống đang được cầu nguyện và được chữa lành. Amen. Cảm tạ ơn Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đáng sống. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Tibilloso. Cristo vive. Cristo. Chúa Giêsu là đáng sống. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y a su nombre. Giêsu là đáng sống. Chúa Giêsu không còn ở trong mồ mả nữa. Ngài đã bước ra khỏi mồ mả từ cái chết sống lại. Ngài không để lại một xương cốt gì cho nhân loại, nhưng Ngài đã từ cái chết sống lại. Ngài đã để cho nhân loại chính mình Ngài là Đấng Giê-xu, Đấng sống trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Amen. Sự cầu nguyện không có giới hạn bởi vật lý. Tất cả các bạn đang ở nhà xem trên màn hình vẫn có thể nhận được sự chữa lành. Chỉ cần đức tin nơi Chúa Giêsu Christ là Đấng đã gánh tất cả bệnh tật của mình trên cây thập tự giá. Bởi lần roi của Ngài mà chúng ta đã được lành bệnh. Mọi người, Đức Chúa Trời, tôi đến từ nước Mỹ. Tôi có nan đề bệnh tật ở phổi từ đầu cho đến chân. Tôi rất bệnh. Xin hãy giúp tôi bị bệnh u sơ nang ở trong phổi. Tôi không thể thở, không thể nhìn thấy được. Amen. Bởi một sự đụng chạm của Chúa Thánh Linh, bởi sự sáng của Đức Chúa Trời mà quyền lực của sự tối tăm trong người phụ nữ này đã bị phơ bày và bày tỏ ra, là kẻ đã gây những bệnh tật trong đời sống cô này, làm cho cô ấy bị bệnh từ đầu tới đến chân, từ trong người trở ra. Kinh Thánh nói rằng ma quỷ chỉ đến giết, đánh cắp và tiêu diệt, nhưng Chúa Giê-xu đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật. Amen. Estadio Olímpico Félix Sánchez, República Dominicana. Es tiempo de recibir. Prepara tu corazón y recibe. Đã làm cho cô ấy bệnh ung thư. Mọi người, có Đức Chúa Trời, xin hãy giúp tôi có nan đề ở lưng.
Người của Chúa Trời, tôi có nan đề ở chân và ở cột sống. Amen, một người có thể đi lại được. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn người của Đức Chúa Trời. Ta đã hủy diệt cô ấy. Ta đã khiến cô ấy bị bệnh u xơ nang, bệnh phổi, bệnh có đàm trong phổi, khó thở. Người đã làm gì cô ấy? Ta đã phá hủy cô ấy mọi sự. Làm sao ngươi nhập vào được cô ấy? Tôi bị bệnh đau gan và bệnh tiểu đường. Tôi cần sự giúp đỡ từ nơi Chúa Trời. Tôi muốn đi đứng bình thường trở lại. Xin hãy giúp tôi, hỡi người của Đức Chúa Trời. Hỡi người của Chúa Trời, tôi muốn đi trở lại bình thường. Man of God, I want to walk normally again. Chúng ta đang xem quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng chữa lành, Ngài là bác sĩ vĩ đại của mọi thời đại. Amen. Power of God here from Dominican Republic at the Florida Sanchez Coliseum. Chúng ta đang chứng kiến quyền năng chữa lành trước mặt chúng ta ở sân vận động nước Dominican, Cộng hòa nước Dominican. Một người đã đứng dậy và đi lại được. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta đang xem cô gái bị bệnh u xơ nang ở phổi dường như đã được giải cứu. Cô ấy chuẩn bị đứng dậy. Xin hãy giúp tôi, hỡi người Chúa Trời, tôi có liên quan đến vấn đề phù thị và bây giờ tôi có những tư tưởng muốn tự vẫn. Tôi đến từ New York. Vâng, tôi bị trầm cảm và muốn tự vẫn. I'm from New York. From USA. She said that she's from USA and she has thoughts of suicide. Cô ấy đến từ New York, nước Mỹ. And she's also involved in witchcraft. Và có những tư tưởng tự vẫn vì cô ấy đã làm những việc liên quan đến phù thủy. Người là ai? Ta là linh người chết. Người đã làm gì cô ấy? Ta đã làm cho cô ấy bệnh ung thư. Con nhỏ này yêu mến Chúa Trời. Cho nên ta muốn giết con nhỏ này. Chúa Giêsu Christ đã nói rằng ta là sự sáng. Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Amen. Và chúng ta đang chứng kiến ánh sáng đó đang bày tỏ công việc tối tăm của ma quỷ trong đời sống của con người. Ta đã hủy diệt hôn nhân của con nhỏ này. Ta muốn tiêu diệt con nhỏ này bởi vì nó muốn hầu việc Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng chúng ta đánh chặn chẳng phải bởi máu và thịt nhưng bởi các thần linh
ta ở dưới, các tà thần trên trời và dưới đất. Amen. Xin hãy giúp tôi không thể thở được. Amen. Bởi sự đụng chạm của Chúa Thánh Linh, một người đã được lành bệnh ngay tức khắc. Hallelujah. Ok, và một người khác đã được chữa lành đau lưng và có thể chạy được. Amen. Đối với Đức Chúa Trời không việc gì không thể. Amen. Chúa Giêsu chúng ta là đáng sống. Tôi bị thoái hóa cột sống ở đầu gối và các cổ chân. Mục sư T.B. Joshua thường nói rằng sự duy trì chữa lành quan trọng hơn là sự nhận được chữa lành. Bởi vì kẻ thù chúng ta là ma quỷ, không muốn chúng ta được lành. Dầu chúng ta đã được lành rồi thì nó cũng muốn chúng ta bị bệnh khác. Cho nên đây là lý do chúng ta cần phải cứ ở trong tình yêu thương của Chúa Trời, nhờ cái đấng mà đã tạo dựng ra chúng ta, là đấng duy nhất có thể bảo vệ chúng ta, duy trì chúng ta. Và chúng ta ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời bằng cách cầu nguyện tĩnh tâm, suy gẫm lời của Chúa Trời mỗi ngày và cầu nguyện xin ăn điển để làm theo lời của Đức Chúa Trời dạy. Amen. Phép lạ và chữa lành là bằng chứng để giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin, có thêm đức tin. Các khả năng đầy và thử thách giúp chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời càng nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, vâng lời nhiều hơn, bỏ nhiều thời giờ cho Đức Chúa Trời nhiều hơn. Kinh Thánh nói rằng Chúa hứa hãy tìm nước Đức Chúa Trời thì mọi sự được ban cho thêm. Amen. Người đã làm gì cô ấy? Chúng ta thấy quyền lực của sự tối tăm không thể chịu nổi dưới ánh sáng của Đức Chúa Trời. Mục sư T.B. Joshua thường nói rằng nhiệm vụ của ông là chỉ bước đi trong ánh sáng của Chúa Trời mà thôi. Ông không có một quyền năng thần thông nào cả. Đức Chúa Trời đi đâu, ông chỉ việc đi theo đó mà thôi. Sở dĩ ông lấy tay đụng chạm người ta đó là giúp người ta tăng trưởng thêm đức tin. Bởi vì ai đến gần Đức Chúa Trời phải có đức tin, và đức tin là điều duy nhất làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Ngài là đấng ban thưởng cho kẻ nào tìm kiếm Ngài hết lòng. Các bạn đang xem quyền năng của Đức Chúa Trời được biểu hiện và đầy tớ của Ngài là mục sư T.B. Joshua ở tại nước Cộng hòa Dominican. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, mọi sự uy quyền hiển về Đức Chúa Trời toàn năng. Những phép lạ chữa lành, đội quỷ giải cứu, ơn cứu rỗi này đã chứng minh rằng lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là sự thật, đáng được tin cậy. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đáng được tin cậy. Mọi sự đều có thể qua đi, nhưng lời của Đức Chúa Trời sẽ không hề qua đi. Lời Ngài vẫn đứng vững từ nhiều thập niên, nhiều thời đại, không hề thay đổi. Chúng ta thấy một người đang ói ra những chất độc trong thân thể của mình do ma quỷ gieo vào trong thân thể. Đây là linh của người chết. Chúng ta chẳng phải đánh chặn bởi thịt và máu, chẳng phải đánh chặn với loài người, con người, nhân loại. Chúng ta đang đánh chặn cùng với những thần linh tà dữ trên trời và dưới đất, những hữu thể linh chống nghịch lại cùng Đức Chúa Trời, là những kẻ mà đang
đang chờ đợi ngày phán xét cuối cùng của chúng. Ta là tà linh, ta là linh sự chết. Ta đã làm cho cô ấy bệnh ung thư và ta muốn cô ấy bị chết. Ta đã làm cô ấy đau đớn và nghèo khổ. Ta đã nhập vào cô ấy qua thần tượng. Ta đã nhập cô ấy qua thần tượng, qua tượng. Đức Chúa Trời không phải là thần tượng, không phải là gỗ đá. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là thần linh. Cho nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lại Ngài. Amen. Podemos ver a Dios quebrando cadenas, rompiendo yugos. Podemos ver el poder de Dios en acción. Đức Chúa Trời cũng chẳng phải là con người hay thiên sứ. Chúng ta không thờ phượng những vật tạo hóa, những vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Đức Chúa Trời chính là đấng tạo hóa. Ngài dựng nên mọi vật, mọi thể thuộc linh. Amen. Chúng ta thấy người phụ nữ có linh người chết đang được giải cứu và cô ấy đã được tự do. Amen. Chúa Giêsu chúng ta là đấng sống. Amen. Người phụ nữ mà bị bệnh ung thư, bị ma quỷ gây bệnh ung thư đã được chữa lành và cảm tạ ơn Đức Chúa Trời chúng ta. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi không còn đau đớn nữa. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Đấng Giêsu Christ là đấng sống. Vemos a Jesucristo obrando maravillas. Vemos la palabra de Dios en acción. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Amen. Chúng ta đang xem quyền năng của Đức Chúa Trời qua đời tớ Ngài là một sư TB Joshua tại quốc gia Dominican. With the man of God, Prop T.B. Joshua, bringing deliverance to the captive, healing to the sick. Qua Chúa Giêsu mà chúng ta nhận được sự chữa lành, sự giải cứu, ơn cứu rỗi linh hồn. Chúng ta được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm, sự chói cột, sự cột chói của quyền lực tối tăm, cột chói bởi bệnh tật và tà linh. Tôi bị bệnh đau mãn tính trong cơ thể, trong bắp thịt, gân khớp. Chúng ta mệt mỏi, trầm cảm, mất ngủ. Đây là một bệnh liên quan đến bắp thịt. Tôi có nang đề ở cổ và ở cột sống. Amen. Chúng ta thấy một sư TV Joshua đang cầu nguyện trong ánh sáng của Đức Chúa Trời trong danh Giêsu Christ. Ông nói rằng ông không hề có quyền năng. Tất cả mọi sự đều do bởi ánh sáng của Đức Chúa Trời mà người ta được lành bệnh. Bởi đức tin trong danh Giêsu Christ. Điều duy nhất có thể kích động quyền năng của Đức Chúa Trời đó là đức tin. Đức tin bởi đầy tớ của Đức Chúa Trời cũng như đức tin bởi người nhận được ơn chữa lành. Cảm tạ ơn Chúa Giêsu. Mục sư TB Joshua thường nói rằng không có việc gì của Đức Chúa Trời có thể xảy ra được ngoại trừ cho tới khi lòng của chúng ta được trong sạch. Vì Kinh Thánh đã nói rằng trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8 rằng phước cho kẻ có lòng trong sạch vì người đó sẽ nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Amen. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời.
Và đây cũng là một trong những lý do mà Chúa Giêsu đã đến với thế gian, đó là để cắt đi tội lỗi của chúng ta. Và bởi huyết của Ngài trên cây thập tự giá mà chúng ta đã được tha tội, tội lỗi đã được lau sạch. Quá khứ của chúng ta đã không còn nữa, mà chúng ta trở thành một người mới, bước đi trên con đường mới của Chúa Giêsu, bước đi từ sự tối tăm qua sự sáng trong vương quốc của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Đức Chúa Trời không muốn mọi người bị hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn và được cứu. Amen. Espectador, tú también puedes recibir tu propio milagro. Prepara tu corazón, abre tu corazón a la fe y recibe en el nombre de Jesucristo. Hãy giúp người anh của tôi, anh ấy muốn giết tự giết mình. Man of God, I need your help. My brother here voices. He's telling him to kill himself. I need your help. I need God's help. He needs God's help. Anh ấy nghe tiếng nói lạ và muốn tự giết mình, muốn tự vặn. Amen, hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa Trời. Amen, chúng ta thấy sự vui mừng và la hét của những người nhận được ơn lành của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc sách Roma đoạn 5, 7. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng mà chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn mà chúng ta hiện đang đứng vững. Và chúng ta khoe mình về sự trông cậy này trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mà chẳng những thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan vui mừng trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng sự hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện làm chúng ta được hy vọng. Y la paciencia, carácter, y el carácter produce más esperanza. Sự rèn luyện giúp chúng ta có sự hy vọng. Because God's love has been poured out of us into our heart. Và sự hy vọng này sẽ không làm chúng ta thất vọng, vì bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã đổ tuôn vào lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, mà Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đọc câu 16, câu 6. Thật vậy, khi chúng ta còn là yếu đuối, bất lực thì Đấng Christ theo đúng kỳ hạn, đúng thời điểm đã chết cho chúng ta là kẻ có tội. Và mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta đã chịu chết vì cho chúng ta là kẻ có tội. No.
Kinh Thánh chép, cả nhân loại đều đã phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết. Những kẻ có tội không thể sống trong sự hiện diện của đấng tạo hóa. Khi mọi người thấy Chúa Giê-xu, họ nhìn thấy bản tính và quyền năng của Thượng Đế. Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho mọi người và tha thứ tội lỗi cho họ. Ngài hứa với họ về một nơi ở trong vương quốc đời đời của Ngài. Chúa Giê-xu đã hy sinh sự sống của Ngài và nhận hình phạt thay cho cả nhân loại. Sau đó Ngài đã sống lại. Điều này cho thấy rằng Ngài đã đắc thắng quyền lực của sự chết. Trong Chúa Giê-xu, Thượng Đế bày tỏ chính Ngài cho mọi người. Ngài đã làm điều này để hễ ai đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, người đó sẽ bước vào sự hiện diện của Thượng Đế. Chúa Giê-xu là đấng mà hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Vậy cho nên, bất cứ ai theo Chúa Giê-xu sẽ thoát khỏi sự trừng phạt và sẽ hưởng được cuộc sống đời đời với Thượng Đế. Khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh sống cùng với những kẻ tin theo Ngài để bày tỏ lẽ thật và ban quyền năng cho họ để sống theo đường lối của Thượng Đế. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin hãy lặp lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy vào lòng con hôm nay, tha tội con, cứu linh hồn con, rửa sạch con bằng huyết quý báu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mới lại cuộc đời con, cứu chuộc con, chữa lành con, giải cứu con, trong danh Jesus Christ, Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời Kinh Thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh. Để đức tin được tăng trưởng hàng ngày, bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi đọc lại, suy gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ghen ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ, kiêu ngạo, tính tư dục, và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, hiền lành, mềm mại, trung tính, tiết độ, thánh khiết, khiêm nhường của Chúa nhiều hơn. Amen.